Tiệt rồi là về. Rồi lụm đi cưng. Chỉ làm cho cưng lụm. Trời ơi. Rồi, màu rồi, trắng trắng cuối cùng. Nhưng mà lớn nó rút cái mỏng nước kia. Nó rút cái tiếng nước của nó nghe là nó ói nghe là khó. Hai đứa ơi, cái cửa, cái cửa, cái cửa, cái cửa. Cửa tao thấy đằng kia sáng sáng rồi cái cửa. Hai chị em đi chung nhắc biết hết rồi. Trời ơi, chứ sao. Chị muốn động đất luôn. Chị đó, chứ bây giờ biết đâu biết cái bình màu đỏ ở đâu. Nãy tiên sao tôi đã cái bình màu đỏ không? Đây là bốn cái ống. Đây. Đóng cửa lại. Ủa? Hồi nãy mày đi mở cửa phải không? Ừ. Mở cửa cái ấy phải không? Bây giờ đi thấy cái phòng nào đóng cửa cái phòng đó là sẽ lú cái phòng màu đỏ. Ủa Mỹ đâu ạ? Quẹo xuống. Trời Phật ơi, túi đây nè. Nó đâu rồi trời? Quẹo xuống, quẹo xuống. Ủa? Ủa? Nó cầm đèn, tôi không có đèn mà nó kêu tôi quẹo xuống. Kìa. Trời trời quá giỏi. Vậy vậy kiếm được cái chỗ vậy. Lấy đi. Kiếm được cái chỗ để mà bị ra để lên không nè. Được chưa? Dạ. Được xong không? Thấy dữ vậy. Chú ơi. Tự nhiên nó mất cái đèn của người lát xẹt chứ trời. Ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái gì sẽ chờ đợi tiếp theo đây? Đó là mở được cửa nào? Chưa, từ từ nghe. Cái máy của tôi nó bị khùng á, thành thử ra là tôi phải nhào cái âm thanh vô trong mọi người mới nghe. Ok. Đó, chị tôi chỉ đọc thôi. Ờ, xin lỗi đi. Âm nha. Âm mà đi. Cái gì đọc cái gì? Đi xuống đó ha. Xuống nó làm gì nữa? Chưa đọc xong, chưa cho xuống. Rồi. Trời ơi là trời.